Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay cái lô hàng đầu tiên mà bên NGK của Thái Lan người ta gửi cho mình nha. Thì là cái lô hàng đầu tiên thôi. Hàng mẫu ha. Gửi cho mình trước 50 cái buji NGK đến từ Thái Lan. Thì cái này mình được một đơn vị chuyên vận chuyển hàng quốc tế người ta đứng ra người ta nhận cho mình ha. Thì rất là chất lượng luôn. Về cái mặt hàng này thì mình cũng mở ra coi rồi. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em coi ha. Thì đây là cái thư mà bên nhà phân phối người ta gửi cho mình nè. Đây. Là cái này là cái người gửi là từ công ty NGK ở Bangkok. Gửi dealer là gửi cho mình đó. Là Trần Tiến Đạt. Số 65B TX38. Phường Thạnh Xuân, quận 12, Hồ Chí Minh anh em. Cái này thì người ta ghi bằng tiếng Anh. Cái này là cái số cộng 84 là cái số 0 anh em, số 0 ha. Mã vạch này kia là đầy đủ hết nha. Bên này đây, bên này cũng vậy thôi, bên này cũng là một cái tờ y như vậy thôi. Tờ này nó cũng hơi nhầu rồi, nói chung là đi vận chuyển xa nó nhầu rồi. Để nó qua bên anh em ha. Thì cái này là mình cam kết với anh em chính hãng luôn. Thì cái này là lần đầu tiên mình hợp tác với người ta thì người ta có cảm ơn mình ha. Đó thì đã nhập cái này thì người ta nhập mẫu thì sẽ là tối thiểu là 50 cái. Còn nếu mà nhập số lượng anh em thì tối đa là không có giới hạn luôn. Tối đa là không giới hạn. Còn tối thiểu là 50 cái thì mình nhập thử một đơn tối thiểu thôi. Thì cái này giá rất là tốt anh em, thực sự luôn mình cũng bất ngờ luôn tại vì bên nhập cho mình á. Bên cái bên mà vận chuyển quốc tế thì người ta lấy cái giá cước rất là rẻ luôn tại vì người quen của mình đó anh em, nó lấy giá cước rẻ lắm. Thì cái này mình cũng như bí mật thôi nhưng mà cái giá cước cực kỳ rẻ luôn, cho nên là cái xe này này, cái bộ chụp buji này này khi mà nó về tới Việt Nam á, cái giá rất là tốt ha. Thì cái này đó là hàng trực tiếp nhập từ bên nước ngoài về luôn. Đây, tem là NGK chính hãng này, NGK Spark này. Đó, anh em yên tâm ha. Đó, hàng zin rồi thì về cái giá thì mình báo cho anh em luôn, giá là 100.000 một cái, cực kỳ tốt nha. Mình bao anh em là cái giá là tốt nhất thị trường luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi phía bên trong nó như thế nào ha. Thì mình lấy ngẫu nhiên thôi, ngẫu nhiên một cái đi, ngẫu nhiên một cái để mở ra cho anh em coi nha. Ok rồi. Này thì đặc biệt, hàng đặc biệt luôn. Cái này nên tiếng Anh này, đó là waterproof. Có nghĩa là chụp buji anh em. Thì cái này đằng sau nó có rất là nhiều thứ tiếng ha. Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Thái vậy. Nhưng mà cái này nó sản xuất ở Thái Lan nha anh em. Made in Thái Lan nha. Công ty NGK. Ok anh em. Đấy, tem nha. Tem chống giả nha. Đó. Ok, giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi nha. Thì cái này mình bao anh em luôn là gần như không có ai bán và mình độc quyền cái sản phẩm này NGK nha. Thì nếu mà mình bên đó người ta có cái là nếu mà mình nhập đủ số lượng là trên 2.000 sản phẩm á, là người ta sẽ tặng cho mình một cái thẻ hội viên nha anh em. Mình sẽ mở ra cho anh em coi này. Ok anh em. Đây anh em ha. Đây, thì cái này nó là cái chụp buji NGK NGK Detail. Đó. Ok anh em. Ở cái phần chụp buji này nó sẽ có chữ là NGK. Đó. Và phía disc này nó sẽ có chữ là chữ gì đây? Made in Thái Lan nha anh em. Made in Thái Lan. Do cái này nó còn bụi trong nhà máy luôn nè. Bụi trong nhà máy luôn. Đó. Made in Thái Lan nha. Rồi thì về cái giá thì 100.000 một cái cho những anh em mà chúng ta thực sự mà anh em cần. Và cái này anh em đó là hàng độc quyền của NGK ha. Cái này thì nó chỉ có trên cái dòng Super đời 201 mới có thôi. Đó, một số dòng xe của Thái á, thì người ta sẽ sử dụng cái chụp buji màu trắng như vậy rất là hiếm ha. Đó thì anh em mà chúng ta về lo nghĩ về cái chất lượng thì anh em cứ yên tâm. Đây, chất lượng nó thì không phải chê rồi ha. Cực kỳ hit luôn. Đó, cực kỳ chất luôn. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ gắn vô và mình test thử cho anh em coi nha. Rồi ok anh em, đây thì mình đã gắn xong rồi nha.
Đó, rất là mềm, rất là đã luôn nè, nói chung là sờ cho rất là phê ha, rất là phê, mềm sướng lắm. Đó, ok, bây giờ mình sẽ test thử trong cái đầu bò này nha. Đầu bò này đang sử dụng là bougie, là đen so, là bougie đen so nha. Ok. Đó. Đây. Đây. Anh em ha. Rồi. Mình sẽ nhét vô cho anh em coi nha. Đó. Ok. Rất là hít nha anh em. Đó, rất là hít luôn. Đó, rất là hít nha. Thì anh em rút ra là cái phục của cái. Đó. Đó. À, nghe rất là rõ cái tiếng phục ra. Camera nhà nó hút rất là kín thì như vậy á, nó sẽ chắn được cái hiện tượng là vô nước nha anh em nha. Đó. Rất là chắc luôn, hít rất là chắc. Hút không ra nổi luôn nè. Đó. Hít rất là chắc luôn nè. Thì NGK thì nó nổi tiếng của Thái Lan rồi ha. Đó. Rất là cứng anh em. Đó. Ok. Đây mình vừa quay cho anh em coi luôn về cái test trực tiếp luôn ha. Anh em có thể thấy được cái chất lượng nó rất là tốt, như là anh em thấy cái độ mềm của nó như vậy. Thì nó cái độ hút và chống nước của nó rất là tốt luôn nha. Đó, ngoài ra thì nó hàng chính hãng của Thái Lan cho nên là anh em cứ yên tâm về cái chất lượng ha. Đó, phía dưới này là có chữ Made in Japan này. Đấy. Ok anh em nha. Rồi. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ với shop nha. Giá là 100 ngàn một cái cho cái sản phẩm chủ Fuji NGK hàng NGK chính hãng của Thái Lan. Thì đợt này mình về 50 cái thì để xem coi là nếu như mà anh em ủng hộ nhiều thì mình sẽ về thêm vì cái giá nó sẽ tốt hơn nữa nha. Rồi ok, thì anh em nào có nhu cầu thể liên hệ với shop, số điện thoại 0915 434 973 nha anh em. Đó, một cái chụp như vậy rất là đẹp nha. Cái này là hàng NGK chính hãng nha, NGK chính hãng nha anh em nha. Với 100 ngàn thì mình bảo đảm luôn anh em không thể mua được cái sản phẩm nó tốt hơn. Rồi ok.